Em xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Em là Sơn, em đến từ Hà Nội K với địa chỉ 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội. Thì bên em chuyên mua bán và trao đổi các dòng xe cũ đã qua sử dụng nhá. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với quý anh chị một chiếc xe mà bên em cũng mới về. Đây là chiếc bán tải Toyota Hilux. Chiếc xe này thì được sản xuất năm 2021 và mang biển kiểm soát Hà Nội nha quý anh chị nhá. 30H534.03 và một chủ sử dụng mua mới từ đầu. Xe thì chạy máy dầu nhá quý anh chị nhá, bản một cầu. Xe thì cũng sẽ được trang bị ngoại thất là màu cam và nội thất là màu đen nhá quý anh chị nhá. Xe thì cực kỳ là mới, chạy siêu lướt. Hiện tại thì chiếc xe này chạy được 8.000 km thôi quý anh chị nhá. Xe quá là mới. Thì xe này thì cũng đã được chủ trước đã nâng cấp nên rất là nhiều option. Thì phần đầu xe thì quý anh chị cũng có thể biết thì bộ đèn pha thì chủ xe đã độ lên bộ hai bóng đèn bi xenon nhá. Thì ở phiên bản trước thì nó sẽ sử dụng bóng đèn halogen. Nếu mà nói bóng đèn bi này thì sẽ được độ lên thì sẽ cực kỳ là sáng khi quý anh chị đi vào trong đường vào ban đêm hoặc là ban tối nhá. Thì cùng phân khúc của chiếc Hilux này thì sẽ có chiếc Mitsubishi Triton này cả và Ford Ranger. Riêng nói về chiếc Toyota Hilux này thì nó quá là bền bỉ. Vì nói về hãng Toyota thì quý chị cũng có thể biết được thì Camry này, ví dụ như Camry hay là chiếc Land Cruiser thì tương nói về thương hiệu của Toyota thì quá là bền bỉ rồi, không phải bàn rồi đó như chị nhá. Thì phần thân xe thì sẽ được trang bị bộ mâm 6 chấu kiểu dáng to nhá, cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Nếu mà quý anh chị nào đi đường ổ gà này hay đi đường cao tốc thì cái độ lái của chiếc xe, độ vận hành thì nó cực kỳ là êm ái và rất là tốt nhá. Xe thì sẽ được trang bị bộ mâm 17 inch, bộ lốp Yokohama nhá. Lốp thì độ gân lốp còn giữ quá là mới đây quý anh chị này. 4 quả lốp đều nguyên bản hết theo xe. Đó, em thì cũng mới lấy về hôm nay thôi. Em quay mọc cho luôn cho quý anh chị xem. Xe thì chạy quá là mới rồi, 8.000 km thôi quý anh chị nhá. Hilux đây. Đó. Gương thì chỉnh điện gập điện này, tích hợp xi nhan báo rẽ nhá. Đó. Xe thì được trang bị ngoại thất là màu cam, kiểu dáng nhìn cực kỳ là khỏe khoắn và cực kỳ là sang trọng. Đây là phiên bản E nhá quý anh chị nhá. Hilux, Toyota Hilux. Đó. Nha. Yeah. Quý anh chị có thấy từ phần bóng đèn hậu còn giữ quá là mới. Đó. Phần cốp của chiếc Toyota Hilux này hay được gọi là phần khoang chở đồ của chiếc xe thì cực kỳ là rộng rãi nhá quý anh chị nhá. Đó, từ phần sơn còn giữ quá là mới. Đó. Đó. Xe thì sẽ được trang bị camera lùi này, mấy cả 4 cảm biến sau nhá quý anh chị nhá. Đây, camera lùi đây. Camera này thì camera này độ nhá quý anh chị nhá. Ở phiên bản này thì sẽ không được trang bị camera lùi. Thì quý anh chị có thể thấy từ đường sơn này còn giữ quá là mới, thì cũng có một chút sơ xác. Thì tí em cũng cho đi dẹp tóc một chút thôi, dọn dẹp lại. Đối với chiếc xe này thì cũng không phải làm nhiều. Xe thì sẽ được trang bị nội thất là màu đen nhá. Bộ ghế da nỉ nhá. Ghế nỉ quá là mới, vẫn còn mùi thơm của chiếc xe nhá, mùi thơm trên chiếc xe luôn.
Xe thì sẽ được trang bị động cơ 2.4 chạy diesel, chạy dầu. Kính thì chỉnh điện. Đó. Đây, xe chạy được 8.000 km thôi quý anh chị nhá. 8.000 km thôi. Và chủ trước thì đã được độ lên màn hình Android này và bộ loa DB. Nghe cực kỳ là hay. Đó. Nhưng nói về Toyota thì cực kỳ là đơn giản rồi. Phần thiết kế bên khoang ngoại thất, nội thất của chiếc xe không quá là cầu kỳ. Ở dưới đây thì sẽ được trang bị chế độ lái Eco nhé. Sẽ tiết kiệm nhiên liệu này. Đó. Và phanh tay cơ. Em cũng chạy chiếc xe Hilux này rồi. Thì chạy dầu cũng không quá là ồn như anh chị đã từng nghĩ. Đấy. Đi cực kỳ là êm ái nhá. Nổ cực kỳ là êm. Đấy. Màn hình thì cũng đã được độ lên, sẽ được trang bị rất là nhiều chức năng như là Google Maps này. Đó. Đi chị nhá. Đi ra quá là mới từ phần táp lô. Bên sẽ quay vào bên trong khoang động cơ cho quý anh chị xem. Và khoang động cơ thì em cũng chưa cho đi dọn dẹp. Chờ sau ngày hôm nay thì em cũng sẽ cho đi dọn dẹp khoang động cơ của chiếc xe. Đây, từ phần ốc của chiếc xe máy ấy. Phải giữ nguyên bản cái xe nhá. Xe thì chạy được 8.000 km thôi. Chắc chắn là sẽ chưa làm gì cả. Và bên em cũng sẽ cam kết với quý anh chị xe không đâm đụng này, không ngập nước. Máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Cam kết hết trên giấy tờ. Nên quý anh chị yên tâm nhá. Đây. Thì sau đây em xin tổng kết lại thì hiện tại thì ở bên em đang có chiếc Toyota Hilux. Chiếc xe này thì được sản xuất năm 2021 và mang biển kiểm soát Hà Nội nhá, 29H534.03. Một chủ sử dụng mua mới từ đầu. Xe này thì mang tên công ty. Nếu mà về cá nhân thì em cũng có thể về cá nhân được. Xe thì chạy được 8.000 km thôi. Còn quá là mới. Đấy. Thì bên em cũng sẽ hỗ trợ trả góp tối đa nhé, 70-75% giá trị của chiếc xe. Thì mọi thông tin chi tiết và giá của chiếc xe thì anh chị liên hệ giúp em hotline trước màn hình hoặc là đến trực tiếp tại showroom của em nhé, ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, showroom Hà Nội K, để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Thì ở phần cuối video xem xin quý anh chị một nút like này, một nút subscribe, một nút ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em nhé. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.